Đây mình sẽ test gửi bác Hà Nội con 607 Xtra nha, mới như khui thùng luôn, thùng phức luôn nha. Rồi anh em nghe. Bác chép 12 giờ nha. Mình bật cái điện cho mình vừa bật điện cho nó sáng cho anh em vô cho rõ tí. Chuyện tình thơ ấy mơ mộng nhất trên tuổi nàng vừa tròn đôi tám, còn tôi vừa lên đôi chín, hai gia đình cùng chung một làng.